Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 3, tuần thứ năm mùa chay, Thánh Turibio Thành Morovicho Giám Mục. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu cho các linh hồn đã qua đời vì đại dịch. Gia đình xin cầu cho linh hồn Phêrô Phan Ngọc Lan. Xin ban bình an cho mọi người trên toàn thế giới. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta đã bước vào tuần thứ năm của mùa chay 40 đêm ngày. Tuần tới chúng ta sẽ bước vào Tuần Thánh cũng như sau Chúa Nhật, lễ lá cũng như Passion Sunday. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để chữa lành những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha và truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn trung thành thực hiện ý Chúa, để nhờ đó giáo hội trong thế giới hôm nay được phát triển không ngừng và thêm phần thánh thiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Dân số. Hồi đó, từ núi Ho, dân Israel lên đường theo đường biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đơm. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn.
Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê rằng: Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Mô-xê: Chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Mô-xê khẩn cầu cho dân, Đức Chúa liền nói với ông: Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Mô-xê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khấn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khấn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khấn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ân mặt. Trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khấn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Bây giờ chư dân sẽ sợ quy danh Chúa, mọi đế vương hoàng cầu uy kinh Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Si-ôn, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đói nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khấn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thanh điển, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thở than, và phóng thích những người mang an tử. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khấn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Tung hô tin mừng. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người muôn đời tồn tại. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được? Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giê-xu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa mới nói với ông đó, các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giê-xu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giê-xu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, ngợi khen Chúa. Chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dâng thánh lễ trong tuần thứ 5 của mùa chay 40 đêm ngày, cũng như chúng ta kết thúc tuần tĩnh tâm tuần vừa qua. Chân thành cảm ơn cha Thomas cũng như cha Long giúp cho chúng ta tuần tĩnh tâm rất tốt lành, cũng như rất nhiều người lãnh nhận bí tích hòa giải, cũng như được mời là chúng ta cố gắng lãnh nhận bí tích hòa giải để hòa giải với chính mỗi người chúng ta, với gia đình, với giáo hội, với cộng đoàn, cũng như với chính Chúa luôn luôn mở rộng bàn tay để nâng đỡ cũng như tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Cũng như chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ với hội thánh cả Giuse trong ngày 19, nhưng đặc biệt các anh họp cũng như là mừng lễ vào ngày Chủ nhật. Tôi cũng bận rộn không biết nên mới biết được là các anh cũng mừng lễ rồi lại họp hành nữa, nên vì vậy rồi có ngày để lên chương trình cắt cỏ. Quý ông bà và anh chị em biết sân cỏ của chúng ta cũng như vào tuần thánh chúng ta cần được dọn dẹp, nên tôi rất vui mừng nghe được tin là hội thánh cả Giuse thứ bảy này sẽ phối hợp với nhau để cắt cỏ cũng như dọn dẹp để khu thánh đường được đẹp đẽ. Nên nếu ai có khả năng có thể được, xin quý ông bà và anh chị em phụ một tay để chúng ta làm cỏ cũng như làm cho sân nhà thờ được đẹp đẽ trong tuần thánh, để chúng ta mừng kính các lễ rất quan trọng. Quý ông bà và anh chị em biết Holy Thursday thứ năm, thứ sáu cũng như thứ bảy là ngày lễ trong năm, cũng như rất trọng trong nghi thức phục vụ, cũng rất nhiều công việc. Nên vì vậy qua lời cầu nguyện, qua sự hy sinh áp mình, cũng như giúp đỡ nhau để chúng ta có được những thánh lễ được tốt lành, cũng như là ngày thứ năm này chúng ta sẽ mừng lễ là Đức Mẹ Truyền Tin, là cũng như ngày lễ dầu cầu nguyện đặc biệt cho các anh em linh mục cùng hội họp lại với Đức Cha, là lễ dầu, lễ mà các linh mục cũng như với giáo mục cũng như nhắc lại cái lời tuyên hứa, lời các sư hay này kia thì lời khấn, còn các cha là từ lời tuyên hứa promise, là cũng như là trong cái công việc phục vụ, cũng như là quý ông bà và anh chị em renew cái vow
của cái ơn gọi của mình. Nên vì vậy xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho các anh em linh mục trong ngày thứ năm, ngày lễ dầu. Rồi sau đó tôi mới biết được thầy thể cũng sẽ đi tham dự thánh lễ đó. Thầy sẽ giúp chúng ta để đưa dầu về để chúng ta dùng trong năm mới này. Hôm nay chúng ta cũng nghe qua trong tin mừng mà Chúa mời gọi chúng ta, nhất là bài đọc 1, người Do Thái được Chúa rất yêu mến, chiều chuộng. Chúa đã đưa sai ông Môi-sen tới để hướng dẫn họ đi ra khỏi vùng Ai Cập. Nên vì vậy trong cái quãng đường cũng như bài đọc 1 chúng ta nghe qua hôm nay, thì trên con đường họ đi cũng như rất nhiều gian nan, khó khăn. Nhưng ai quý ông bà và anh chị em vượt biên đường bộ thì thê thảm, vượt biên đường biển cũng đỡ, nhưng mà cũng chết rồi bị hải tặc đủ thứ hết. Nên còn đây người ta đi cũng như trên hoang địa, như vậy địa đé dừ. Nên vì vậy rất là cực nhọc, rồi khó khăn, đồ ăn, đồ uống rất phức tạp. Nên vì vậy họ than phiền với ông Môi-sen rằng tại sao lại đưa chúng tôi đi ra ngoài như vậy, rồi cực nhọc khó khăn như vậy. Nên họ than phiền, rồi họ cãi lộn, rồi đủ thứ hết, rồi rắn ra cắn họ. Nên vì vậy khi họ bị rắn cắn, ông Môi-sen lại phải xin Chúa là làm sao. Thì ông phải đúc con rắn đồng lên cây để những ai mà bị rắn cắn nhìn lên cái con rắn đồng thì sẽ được cứu họ. Qua câu chuyện mà chúng ta nghe qua, công nhận là Chúa rất yêu mến con người. Chúa yêu mến chúng ta vô cùng. Nên như trong mùa chay thánh này, mùa sám hối trở lại với Chúa, họ biết là họ kêu nài, họ than van, họ trách móc Chúa, họ biết lỗi lầm của họ, họ xin Chúa thứ tha, Chúa thứ tha cho họ. Cũng như chúng ta nghe qua bài phúc âm hôm nay, thật là một cái diệu huyền rất quan trọng. Chính Chúa nhắc nhở chúng ta, Chúa cũng vâng lời Chúa Cha, Chúa vâng lời Chúa Cha để xuống đồng hành cứu chúng ta qua cái chết của Chúa, để cũng như là tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Như là Chúa nói trong tin mừng hôm nay là người trên người dưới, chúng ta là hạ giới, Chúa là thượng giới. Nên vì vậy mà cũng như là chúng ta học là cũng như là tính bản tính Thiên Chúa, bản tính con người, thì làm sao mà chúng ta có thể mà gia nhập được với nhau cũng như liên kết được như vậy. Mà quý ông bà và anh chị em biết được tình yêu bao la của Chúa, Chúa dám hy sinh để xuống với con người, cũng để chết treo trên thập giá. Qua cây thánh giá mà chúng ta thấy, cũng như qua cây thập tử mà nhắc nhở mọi người chúng ta những lỗi lầm chúng ta mắc phải. Thì nếu mà chúng ta có lòng tin hối cải trở về với Chúa, Chúa tha thứ cho chúng ta. Trong mùa chay thánh này, tôi cũng chân thành cũng như mời gọi quý ông bà và anh chị em đặc biệt hãy lãnh nhận ơn sám hối, hãy lãnh nhận bí tích hòa giải trong các giáo xứ của chúng ta. Các cha cũng rất là vui mừng hy sinh để cũng như là cùng với chúng ta, để cũng như là dân gục các cái bí tích. Như cha Pháp là nói với tôi hàng thứ hai từ 7 giờ tới 8 giờ là cha St. John of the Wood, rồi có Holy Hour dạy tôi. Còn chúng ta đây trước thánh lễ, sau thánh lễ, tôi rất vui mừng là tuần vừa qua cũng rất nhiều các anh chị em trẻ tuổi sau thánh lễ hỏi tôi, cha ơi, con muốn xưng tội bây giờ làm sao? Bảo bây giờ anh có đợi được không? Chỉ có đợi được không? Đợi thì để cho ta đi về hết rồi, đợi thì tôi giải tội cho. Rồi rất là vui mừng khi mà lãnh nhận bí tích hòa giảng, ra một cái thở phào thấy trời ơi nhẹ hơn bông nữa. Nên nói chuyện nhẹ nhàng với nặng, thì tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em câu chuyện. Thôi trong mùa chay chúng ta hy sinh lắng nghe nhau một chút, nên lễ hôm nay hơi dài một chút, nhưng tôi cũng muốn kể câu chuyện này. Là câu chuyện Chúa thương chúng ta nhiều lắm. Nên vì vậy Chúa sai hai thiên thần, cũng như là em bé nói rằng, mẹ ơi, mà sao
mà mẹ cứ nói chuyện với Chúa như vậy, sao không làm một cái điện thoại để gọi, rồi một cái đường dây điện thoại gọi lên như vậy cho Chúa. Rồi mà người mẹ nói với nhá, con ơi, một điện thoại mà ai cũng muốn gọi hết thì cứ gọi lên như vậy, rồi Chúa sao trả lời được. Nên vì vậy Chúa có một câu chuyện là Chúa sai hai thiên thần. Một thiên thần xuống, mỗi thiên thần có một bịch. Hai thiên thần đeo hai bịch xuống dưới trần gian này để lắng nghe con người. Một thiên thần là đi xuống thì những lời cầu nguyện, ai muốn cầu nguyện xin gì cũng được hết, xin cho được khỏi bệnh, xin cho được tha tội, xin này xin kia, là thiên thần bỏ vô trong cái bịch đó. Một ông thiên thần cứ bỏ vô trong bịch đó, đi hết thế giới thế gian này, nên cứ bỏ vô trong cái bịch đó. Bịch đó thì ông collect hết rồi, ông bay không nổi, nó nặng quá trời luôn, bay không nổi. Tại người ta xin nhiều quá, thế gian xin ai cũng xin hết, gặp ông nào cũng xin, gặp bà nào cũng xin, gặp cô nào cũng xin, ai cũng xin hết. Nên ông thiên thần nó một cái bịch đó, ông đeo mà kéo không nổi nữa là xin. Còn một ông thần thiên thần kia cũng có một bịch nữa, ông cũng bay, ông tới là cũng như là cảm ơn, lời cảm ơn. Mà sao hôm nay mà ông bay cái bịch này, nói sao nó nhẹ nhàng quá vậy mà cái bịch kia nó nặng quá. Ông cái người ta hỏi mà tại sao mà, sao cái bịch của ngài sao mà nó nhẹ vậy, nó nhẹ và nó hơi như bông nữa vậy. Mà đây là những lời cảm ơn ở thế gian này, họ cảm ơn độ này kia nhẹ nhàng, còn cái ông này xin thì nặng quá. Nên vì vậy Chúa cũng rất vui mừng với mọi người chúng ta trong cái mùa chay thánh này, biết rằng những ơn gì chúng ta xin Chúa đều tha thứ, nhất là qua thánh cả Giuse, mẹ Maria cũng như các thánh, cũng như khuyên chúng ta là mùa chay thánh là mùa trở lại, mùa sám hối. Chúng ta tới với Chúa khi chúng ta mà xin hoặc là đưa những cái guilty, những cái lỗi lầm mà trong người chúng ta ra bỏ. Ai cũng vậy, đi xin tội xong rồi thấy người nó nhẹ hơn bông đó, rất là thoải mái đồ này kia đồ. Nên vì vậy ai mà không có experience những cái việc đó thì tôi cũng khuyến khích quý ông bà và anh chị em là bí tích là ban tặng cho ta hồng ân, là được sự bình an cũng như được nhẹ nhàng, được happy. Nếu mà chúng ta muốn được sự bình an, vui vẻ rồi hạnh phúc thì chúng ta hãy lãnh nhận bí tích hòa giải trong mùa chay thánh này. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa cho Đức Giáo hoàng Francisco, các đức giám mục, linh mục và phó tế được trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban cho các chính trị gia biết tôn trọng sự sống, tự do tôn giáo và biết kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho các Kitô hữu và mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết lắng nghe và sống theo thánh ý Chúa để cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian và những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thêm ơn cho các anh chị em dự tòng được tràn đầy ơn Chúa và được thêm đức tin để nhận biết Người. Và giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa yêu mến chúng con không điều kiện. Chúa rất vui mừng khi chúng con hối cải, sám hối trở về với Chúa. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên những lời khẩn nguyện chúng con vừa dâng lên.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dùng lễ, chúng con dâng lên Chúa lễ tế giao hòa này, xin Chúa thương chấp nhận để tha thứ tội lỗi chúng con và uốn nắn lòng dạ bất nhất của chúng con. Từ nay hướng về Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con tạ ơn và ngợi khen Chúa về tất cả những gì Chúa đã thực hiện ở trần gian này. Thật là chính đáng, vì mặc dầu nhân loại bị phân tán bởi không ý hợp tâm đầu, nhưng qua kinh nghiệm, chúng con biết Chúa uốn nắn các tâm hồn để họ sẵn sàng giao hòa với nhau. Vì chưng nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đánh động tâm hồn con người để những kẻ thù địch tới đối thoại, các cựu địch lại bắt tay nhau, các dân tộc tìm nhau gặp gỡ. Hơn nữa, lạy Chúa, quyền năng Chúa còn làm cho ghen ghét thành tham bái trước tình yêu, bất thù báo thù nhường bước cho khoan dung, bất hòa trở thành tương thân tương ai. Vì thế, cùng với ca đoàn trên trời, chúng con ở dưới thế luôn tạ ơn Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Vì với lạy Cha toàn năng, chúng con chúc tụng Cha nhờ Đức Giêsu Kitô là con Cha, đừng nhân danh Cha ngự đến. Chính Người là lời cứu độ cho nhân loại, là cánh tay Cha rộng mở đón tiếp tội nhân, là con đường mà qua đó Cha ban bình an của Cha cho chúng con. Lạy Chúa, khi chúng con lìa xa Chúa vì phạm tội,
Chúa lại dẫn chúng con về giao hòa với Chúa. Và sau hết, khi đã trở lại cùng Chúa, chúng con biết yêu thương nhau nhờ con Chúa, Đấng Chúa đã trao nộp để chịu chết vì chúng con. Và giờ đây, đang khi cử hành lễ giao hòa mà Chúa Kitô đã mang lại cho chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống mà thánh hóa những của lễ này để trở nên mình và máu con Chúa thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Vì thế, trong bữa ăn, khi sắp ban sự sống để giải thoát chúng con, chính người cầm lấy bánh trong tay, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, trong bữa tối hôm đó, người cầm lấy chén chúc tụng trong tay, tuyên xưng lòng thương xót của Cha mà trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và viên kiều sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, khi kinh nhớ cái chết và sự sống lại của con Chúa, Đấng đã để lại cho chúng con bao chứng tình thương này, chúng con dâng lên Chúa hy lễ giao hòa hoàn hảo của người mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Cha Chi Thánh, chúng con khẩn khoản này xin Cha thương đón nhận cả chúng con nữa cùng với con Cha, và qua bữa tiệc cứu độ này, xin cùng đoái thương ban cho chúng con Thánh Thần của người, đừng xóa bỏ mọi điều làm chúng con xa cách nhau. Xin Thánh Thần làm cho hội thánh của Cha nên dấu chỉ hợp nhất và khi cụ bình an của Cha giữa muôn người, và xin gìn giữ chúng con được hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Mục Paulo chúng con cùng tất cả giáo mục và toàn dân của Cha, cũng như giờ đây Cha đã quy tụ chúng con vào bàn tiệc của con Cha. Xin Cha liên kết chúng con với Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiền, Mẹ Thiên Chúa, với các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, cùng với anh chị em chúng con và những người thuộc mọi chủng tộc và ngôn ngữ, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã chết trong ơn nghĩa của Cha, vào bàn tiệc hợp nhất muôn đời, nơi trời mới đất mới, ở đó ráng người sự bình an của Cha trong Đức Kitô Chúa chúng con.
chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người rơi, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha chỉ đến, ý Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiền chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ầm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sông nước mênh mông, thuyền buông lái biển trôi về đâu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con năng tham dự bàn tiệc nước trời, để chúng con ngày càng gần gũi Chúa là phúc lộc duy nhất và chân thật của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Anh chị em tiếp tục sống lời Chúa được bằng an. Maria ngày xa xưa ấy, đôi hoang liêu bóng
con thơ lạy hết tình Chúa ngự trong phép thánh, yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bóng, nuôi hồn con tháng ngày cho giáo hội cầu nguyện trước mình Thánh Chúa bằng thánh thi của giờ kinh phục vụ mùa chay sau đây. Xin cộng đoàn chia làm hai bên để đọc. Chúa Kitô chạy bao thử thách và cam chịu khổ hình vì ta. Nào ta đến phụ phục tôn thờ. Nào phụ phụng trước nhan Thánh Chúa, cho tâm lòng than thở nài van. Chúa thương xét sự hoan nhân, dùng cơn thịnh nộ ân cần lắng tai. Muôn lạy Chúa, này đây bao tội lũ con hư phản bội ân tình, ngựa trong lương cả cao xanh, thiên ân tràn xuống cho thanh thoát lòng. Xin Ngài nhớ dẫu mong manh phần, đoàn con đây cũng vẫn là con, nhậm lời chung tự hy non. Danh Ngài nhân hậu tiếng đồn muôn năm, xin tha thứ lỗi lầm trót phạm, giúp chúng con can đảm vững bền, vâng theo thanh ý ngày đêm, bây giờ mãi mãi trọn niềm hiếu trung. Muôn lạy Chúa vô song tuyệt mỹ, là ba ngôi hiền trì thiên tòa, phúc lành tuôn đổ sớm trưa, cho mùa chay tinh thành mùa hồng ân. Chúa Giêsu, đấng cứu thế đã ăn chay 40 ngày và chết trên thập giá để mở đường cứu độ và tái sinh chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy chúc tụng Người và cầu xin. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, theo gương Chúa, chúng con ăn chay hãm mình. Xin cho chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày đêm vững mạnh và chiến thắng ác thần. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Kitô là sự sống của chúng con. Nhờ phép rửa, Chúa đã cho chúng con được mai táng và sống lại với Chúa cách mầu nhiệm. Xin cho chúng con từ mùa chay thánh này biết sống thực sự một cuộc sống mới. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là lời hằng sống của Đức Chúa Cha. Xin cho chúng con thấm nhuần những lời Chúa dạy để mùa chay thánh này đem lại ơn biến đổi thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con không những phải hãm mình ăn chay và cầu nguyện, mà còn phải có lòng bác ái để giúp đỡ những người đói khổ. Xin cho chúng con thực thi lời Chúa. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho cộng đồng chúng con ai nấy đều biết sống tình huynh đệ và tương trợ lẫn nhau để xây dựng một đại gia đình đức tin và đức ái. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Xin mời cộng đoàn đứng và cùng hát Con đường Ngài đã đi qua. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng bán với Ngài tầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh chị em và ở cùng thầy. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hỡi những người được Cha ta chúc phúc, hãy tới nhận lấy nước thiên đàng. Vì khi ta đói, chúng con đã cho ăn; ta khát, chúng con đã cho uống; ta không chỗ ở, chúng con đã lo cho nơi trọ; ta trần trụi, chúng con đã cho mặc; ta ốm đau, chúng con đã tới thăm. Bây giờ những kẻ lành thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói đâu mà cho ăn, khát đâu mà cho uống, trần trụi đâu mà cho mặc, thấy Chúa ốm đau đâu mà thăm viếng? Đức Chúa phán cùng họ: Ta bảo thật, mỗi lần chúng con làm những gì cho những người hèn mạt đói khổ nhất, chính là chúng con làm cho ta. Sau đó Chúa phán cùng các kẻ ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ khốn nạn, hãy đi khỏi mặt ta mà vào lửa đời đời. Vì khi ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống. Ta bảo thật, mỗi lần các ngươi không giúp đỡ một người hèn mạn đói khổ nhất, chính là các ngươi không làm cho ta.
tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn quỳ và đọc chung. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã yêu mến loài người mà không được người ta yêu mến lại. Chúng lành mà bị nguyền rủa, làm ơn mà phải chịu phụ bạc. Chúa đã đau lòng trước những tội lỗi của loài người, những tế bạc của những người con riêng Chúa, những ưu phiền của Chúa nơi vườn cây dầu vẫn kéo dài qua bao thế kỷ. Và vết thương nơi trái tim Chúa vẫn mở rộng thêm. Lạy Chúa, để đền ta trái tim Chúa, chúng con xin dâng chính những câu đố của Chúa mà Chúa đã muốn chịu để đền ta chúng con, cùng với công nghiệp vô cùng của Chúa. Chúng con quyết tâm cải chừa và hứa từ đây trung thành tuân giữ giới răn Chúa. Xin vì những đau khổ Chúa đã chịu chết vì chúng con, lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con và nhận lễ vật đền tạ của chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con và nhận lễ vật đền tạ của chúng con. Chúng con sẵn lòng lãnh nhận mọi thứ thánh giá Chúa gửi đến, vui chịu vì lòng mến Chúa đã đền tội chúng con và loài người. Xin vì những đau khổ Chúa đã chịu vì chúng con, lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con và nhận lễ vật đền tạ của chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con và nhận lễ vật đền tạ của chúng con. Chúng con hy những đời sống chúng con để rao giảng tình yêu Chúa cho mọi người và đưa mọi người trở về với Chúa. Xin vì những đau khổ Chúa đã chịu vì chúng con, lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con và nhận lễ vật đền tạ của chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con và nhân lễ vật đền tạ của chúng con. Xin cộng đoàn cùng hát Này Con Là Đá. Chúa là mục tử luôn gìn giữ chăm sóc đoàn chiên. Chúa đã chọn Đức Thánh Cha Phanxicô để kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô lãnh đạo hội thánh trên trần gian. Xin giúp người trong sứ mạng nâng đỡ anh em để người xây dựng tình thương,
kiến tạo hòa bình, tăng cường hiệp nhất. Nhờ đó người sẽ tìm được nơi Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ban bánh bơi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi người thương ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích quyền diệu mình và mau thánh Chúa, để chúng con đời đời tương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thank you.
Xin mời cộng đoàn đứng và cùng hát Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Trong cậy đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lang, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đặt thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh đặt thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con. Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Lạy bà Thánh Anna, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.